Và trong khi việc hiến tạng sau khi người thân qua đời đã dần trở nên quen thuộc hơn với chúng ta, thì có nhiều vấn đề khác liên quan tới việc bảo quản, sử dụng các bộ phận cơ thể của người đã chết vẫn là một trong những phạm trù còn rất lạ lẫm ở Việt Nam. Chính vì thế nên gần đây, dư luận mới xôn xao về trường hợp một người mẹ vì muốn có cháu nên đã xin tinh trùng của người con trai đã mất được lưu ở bệnh viện về cho người con dâu thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, đề nghị của người mẹ này đã không được bệnh viện đồng ý và ghi nhận. Sinh năm 1996, kết hôn sau 6 tháng, thì người phụ nữ này trở thành quả phụ. Sự ra đi của chồng chị quá nhanh, đến mức cả hai chưa kịp đăng ký kết hôn. Và đó cũng là rào cản lớn nhất khiến chị và mẹ chồng chưa thể đạt được mong ước là xin lại tinh trùng của chồng đã lưu gửi ở bệnh viện để thụ tinh, sinh con nối dõi cho dòng họ. Đi tới đi lui rồi bổ sung hồ sơ, bổ sung đủ thứ cái hết, cuối cùng là làm được đầy đủ theo như yêu cầu của bệnh viện rồi. Thì bệnh viện phúc đáp cho bằng công văn là không được vì không có hôn thú. Chồng em có hỏi em là nếu mà lỡ anh có mất đó, thì em làm gì? Em đi lấy chồng mới hả? Lúc đó thì em đâu có dám nghĩ tới chuyện đó đâu. Em chỉ nói là, em cười, em nói là không đâu, em ở lại ở nuôi con với nuôi mẹ. Mong mỏi của gia đình bà Huyền là điều chính đáng. Dù các bác sĩ thấu hiểu điều này, song theo quy định của pháp luật, chỉ có vợ chồng hợp pháp mới có quyền duy trì và sử dụng tinh trùng của người chồng đã gửi. Một bên là pháp lý, một bên là nhân đạo. Và việc làm sao để dung hòa trong trường hợp này là một điều khó. Và mình cũng biết rằng đây là cái mong mỏi, một cái nghĩa là khao khát có một đứa con, cũng như là khao khát có một đứa cháu. Tuy nhiên trước mắt, với những cái luật pháp hiện hành hiện tại thì chúng tôi chưa thể đưa cái mẫu đó cho người thân, cũng như là theo các cái đơn kiến nghị của bà Huyền được. Đây là một trong những cái tình huống pháp lý có thể là mới, dẫn đến là cái việc xử lý như thế nào đối với cái tinh trùng của người chết để lại thì sẽ giải quyết có phải là di sản thừa kế hay không. Thì đây là cũng là một cái vấn đề mà sắp tới cũng cần có một cái hướng dẫn từ Bộ Y tế cũng như là các cái cơ quan chức năng. Được biết, ngày hôm nay, Bệnh viện Từ Dũ có gửi công văn yêu cầu Bộ Y tế có những hướng dẫn chỉ đạo giải quyết vụ việc hy hữu này. Khi Bộ Y tế có phương án giải quyết thì đây cũng là tiền lệ tạo lối mở cho những gia đình không may mắn vướng phải tình huống này.